Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh tha, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Thưa hội thánh, được tôn trọng là điều ai cũng muốn phải không quý vị? Ai trong chúng ta muốn bị sỉ nhục à? Không ai đúng không ạ? Tất cả đều muốn được tôn trọng, từ người lớn đến người nhỏ, từ người giàu đến người nghèo, từ người tri thức luôn cả người bình dân, và thậm chí ngay cả cái người đi bán vé số hay là người đi bán ve chai, mỗi người đều ao ước rằng mình được tôn trọng. Ai cũng muốn mình được tôn trọng. Và ngược lại, sự tôn trọng là gì ạ? Là sự sỉ nhục, là sự xem thường, là sự khinh bỉ. Không ai trong chúng ta muốn mình bị khinh bỉ, phải không quý vị? Không ai trong chúng ta muốn mình bị xem thường hết. Dù chúng ta làm cái nghề thấp hèn, chúng ta vẫn muốn được tôn trọng. Nhưng mà có rất là không ít người đã bị xem thường, không ít người đã bị sỉ nhục, không ít người đã bị người ta khinh dễ. Và đôi khi họ không biết tại sao. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy có những người đã bị xem thường, sỉ nhục, và kết cục của họ là một sự đau buồn, hết sức là đau buồn. Bởi vì chính họ đã có những cái lời xúc phạm đến đấng tạo hóa. Có nhiều người đã xúc phạm một cách rất là ngang ngược, và cuối cùng cuộc đời của họ không ai muốn nhắc tới. Và một trong những người mà đã xúc phạm một cách ngang ngược về đấng tạo hóa đó là Voltaire, một trong những triết gia người Pháp, là cũng là một nhà vô thần chống đối Cơ Đốc giáo. Ông đã từng làm rất nhiều tiểu luận và nói rằng quyển kinh thánh này 100 năm nữa sẽ bị mất ở trên thế giới này, và chẳng ai sẽ nhắc tới và đọc tới quyển sách này nữa, bởi vì nó lỗi thời rồi. Ông đã từng tuyên bố ngang ngược như vậy. Nhưng thật đáng buồn là sau đó ông qua đời. Không ai nhắc đến tên của Voltaire nữa, nếu tôi không nói quý cha sao không biết người này. Nhưng mà quyển kinh thánh này thì vẫn có hàng triệu, hàng tỷ người trên thế giới đọc. Và điều đáng buồn hơn nữa là sau một thế kỷ thì cái nhà của Voltaire đã được trở thành thánh kinh hội, là nơi chất kinh thánh ở tại đó, và người ta đã đến kinh thánh, coi kinh thánh ở tại đây. Và đọc câu chuyện về cuộc đời của ông thì người ta kể là cái cô y tá mà chăm sóc ông đã thốt lên rằng: tôi chưa bao giờ thấy một người nào trước giờ qua đời mà kinh khủng như vậy. Ông đã khóc lóc, đã van xin, đã nài nỉ: Chúa ơi, tha tội cho con, bởi vì con sợ quá, không biết con đi về đâu. Cho nên người ta nói rằng hãy nhìn xem cuộc đời của những người trước khi chết sẽ biết rằng người đó hạnh phúc hay không hạnh phúc. Trước khi chết có thể nó mạnh miệng lắm, nó hay lắm, nhưng mà kế cận với cái chết, linh hồn anh đi về đâu? Một người nữa mà tôi thiết nghĩ là có lẽ quý vị cũng biết, đó là Edward John Smith, là thuyền trưởng của một chiếc du thuyền nổi tiếng của thập niên của thế kỷ thứ 19. Đó là chiếc du thuyền Titanic. Edward John Smith đã ngạo mạn khi ông nhìn vào chiếc du thuyền rất là hiện đại, rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Với cái bằng master là thuyền trưởng ở trong tay mà chỉ có 3 người có, thì ông là một trong 3 người đó. Với một bề dày kinh nghiệm để vượt qua các đại dương, thì ông Smith đã nói với báo giới lúc bấy giờ: không có chúa trời nào có thể đắm chìm cái con tàu này hết, trước cái ngày mà chiếc thuyền nó gạt hơi. Nhưng mà cuối cùng, ngày 15 tháng 4 năm 1912, thì cả thế giới đều kinh hoàng và khủng hoảng khi nghe tin chiếc tàu Titanic đã bị đắm chìm bởi một tảng băng và đã kéo theo 1.500 người chết dưới đại dương. Có đôi khi họ không biết tại sao vậy, tại sao cuộc đời của mình kết cục là một cái sỉ nhục đau đớn như vậy. Bởi vì đã có những lời xúc phạm đến đấng tối cao. Bởi vì họ không tỏ lòng tôn kính đối với Thượng Đế. Dù họ không tin, họ vô thần, nhưng mà họ bị đón phạt bởi những lời nói rất là ngu dại của mình. Nhưng mà thưa Hội Thánh, sáng nay tôi không muốn nói về chủ đề đó. Nhưng mà có một điều làm cho tôi rất là khó hiểu và nghi ngại.
Bởi vì những người không biết Chúa họ có thể có những lời xúc phạm như vậy. Nhưng mà đối với một số những người đã biết Chúa nhưng lại không tỏ lòng tôn kính với Ngài. Ai vậy? Kinh Thánh đã cho chúng ta biết có những người biết Chúa, thờ phụng Chúa và thậm chí phục vụ Chúa nhưng mà cũng đã không tỏ lòng tôn kính với Chúa. Và số phận họ như thế nào? Cuộc đời của họ ra sao? Sáng nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta xem về một gia đình, một dòng dõi, một gia đình của Thầy Tế Lễ đã bị đón phạt bởi vì đã không bày tỏ lòng tôn kính với Chúa. Xin quý vị cùng mở với tôi ở trong Samuel thứ nhất. Đoạn 2 câu 30. Chúng ta nhìn lên bảng và chúng ta sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà anh chị em trong buổi sáng nay là ai tôn kính Chúa sẽ được tôn trọng. Đây là lời mà Chúa đã phán với gia đình của Thầy Tế Lễ Hê-li. Được chép ở trong Samuel thứ nhất đoạn 2, đoạn 3 và tôi muốn kể cho quý vị biết đây là một gia đình Thầy Tế Lễ. Có người cha tên là Hê-li là người đại diện cho Đức Chúa Trời để cầu thai cho dân sự. Là người đại diện cho dân sự Đức Chúa Trời để dâng của tế lễ. Và khi Hê-li tuổi về già thì đã lễ lại cái chức đó cho hai đứa con trai của mình là Hophni và Phi-nê-a. Nhưng hai người trai trẻ này đã không có giữ lòng tôn kính Chúa. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hai thầy tế lễ này, khi người ta dâng của tế lễ thì hai thầy tế lễ này đã lấy cái chĩa để mà chĩa những món thịt ngon ở trên bàn. Là điều mà chưa bao giờ có ai dám làm hết. Mà hai thầy tế lễ này đã làm điều này. Và thậm chí Kinh Thánh còn cho chúng ta biết đó là họ còn giật những cái miếng ngon trước để đem về cho mình. Mặc dầu là ở trong luật pháp của Chúa là phần của thầy tế lễ có, nhưng mà hai thầy tế lễ này đã lấy trước khi người ta dâng. Lấy phần ngon cho chính mình. Và không những vậy thôi, Kinh Thánh còn cho biết rằng họ phạm tội tà dâm ngay trong cửa hội mạc. Và lời Chúa Trời đã đến và nhắc nhở, cảnh báo cho Hê-li điều đó. Và Hê-li thì có lẽ ông vì ông lớn tuổi quá chứ ông chỉ nói những lời nhẹ nhàng với con trai của mình. Ôi các con đừng làm vậy không có tốt đâu, coi chừng bị đón phạt đó. Nhưng hai đứa con trai này không có sự ăn năn và thay đổi. Và cuối cùng cái sự đón phạt đã đến với gia đình của thầy tế lễ Hê-li. Là cả dòng dõi của ông bị trước ra khỏi chức vụ thầy tế lễ. Và thậm chí nếu chúng ta đọc thì có thể dùng cái từ là đi ăn mày nữa. Vì sao vậy? Vì sao dòng dõi một thầy tế lễ mà lại như vậy? Thưa hội thánh, như tôi đã nói, bởi vì họ đã đến mất lòng tôn kính Chúa. Họ đã đến mất lòng tôn kính Chúa ở chỗ nào và khi nào? Có ba điều mà tôi khám phá được ở trong lời của Chúa ở tại đây. Có đôi khi chúng ta đến mất lòng tôn kính Chúa mà chúng ta không biết. Đây là sứ điệp mà tôi được nhắc nhở nhiều tháng trước. Tôi biết rằng sứ điệp này sẽ làm khó chịu một số người trong buổi sáng hôm nay. Nhưng tôi mong rằng đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Và đặc biệt các bạn trẻ cũng đừng có giận tôi khi tôi nói điều này trong buổi sáng hôm nay. Bởi vì tôi biết đây là lời khó nghe nhưng mà tôi phải giảng. Hy vọng là quý vị vẫn còn thương tôi nếu tôi giảng sứ điệp này. Và có ba điều mà chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở trong đoạn kinh thánh này. Vì sao họ bị xử phạt? Họ đã đánh mất lòng tin kính Chúa ở chỗ nào? Thứ nhất, họ đã đánh mất lòng tôn kính Chúa trong sự thờ phượng. Và như tôi đã kể cho quý vị, hai con trai thầy tế lễ đã xem thường Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Hai con trai thầy tế lễ đã được dạy về sự thờ phượng. Và thậm chí họ là người dẫn dắt người ta vào trong sự thờ phượng. Cách dâng của lễ như thế nào? Và các của lễ sẽ được dâng cho Chúa làm sao? Và của các thầy tế lễ như thế nào? Nhưng mà tại đây Kinh Thánh cho chúng ta biết họ đã làm những điều rất là bậy bạ. Kinh Thánh dùng cái từ là rất là bậy bạ. Có nhiều người ủa Kinh Thánh sao có những điều bậy bạ trong đây? Và thưa quý vị, đây là một quyển sách nói rất là thật. Trong chức vụ của tôi có hai điều mà tôi nhìn thấy. Chúa rất là thật. Và Kinh Thánh cũng rất là thật. Ngài cho chúng ta thấy những điều tốt để chúng ta học tập. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta thấy những điều xấu để chúng ta tránh đi.
Chúa không có che giấu những cái điều xấu. Người ta thường hay nói là tốt khoe xấu che, nhưng mà Kinh Thánh có điểm tốt, những người tốt Chúa vẫn nói, và những người xấu Chúa vẫn nói để chúng ta tránh. Và hai đứa con trai thầy tế lễ rất là bậy bạ, bởi vì đã đụng đến của tế lễ, đã xem thường của tế lễ và tranh phần của tế lễ, và khiến cho Đức Chúa Trời nổi giận. Có lẽ khi đọc đến đây thì chúng ta cảm thấy rất là giận, phải không ạ? Rất là bực bội, bởi vì sao? Là thầy tế lễ mà tại sao làm như vậy? Là người thờ phượng Chúa mà tại sao lại như vậy? Người ta không biết Chúa, người ta có thể làm những điều sai, nhưng mà chúng ta biết Chúa mà chúng ta vẫn làm sai, thì còn gì để nói nữa? Nhưng khi tôi suy gẫm điều này thì tôi được Chúa nhắc nhở. Đôi khi chúng ta phán xét họ, chúng ta chỉ trích họ, nhưng mà quý vị ơi, hãy xem lại chính mình. Chúng ta có thật sự giữ lòng tôn kính Chúa đáng phải có hay không? Có thể ngày hôm nay chúng ta không có xiên thịt, chúng ta không giật lấy của tế lễ, nhưng mà chúng ta có những hành động và chúng ta có những thái độ không đúng đắn ở trong sự thờ phượng Chúa. Tôi nhớ cách đây vài năm trước, tôi được mời dự một cái buổi họp mặt, ở trong đó Thủ tướng Chính phủ là người chủ trì và các lãnh đạo của các tôn giáo được mời. Trước cái ngày mà diễn ra cái buổi gặp mặt đó, thì đã có người gọi điện thoại cho tôi là mục sư Dinh Thành Lâm, đúng không ạ? Dạ, tôi nói đúng rồi. Dạ, mục sư được mời đến dự cái buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ. Xin mục sư lưu ý là chuẩn bị trang phục thật là đẹp, mặc áo vest để gặp mặt Thủ tướng. Dạ, xin báo mục sư nhớ. Tôi nói, dạ, tôi biết rồi, tôi có giấy mời. Sáng ngày để gặp mặt, mới có 6 giờ sáng thôi quý vị, thì có người đó cũng gọi điện thoại, mục sư ơi, mục sư đến trước giờ nha. 9 giờ chúng tôi gặp, tôi nhớ 9 giờ chúng tôi gặp thì 6 giờ ông ấy đã nhắc tôi rồi. 9 giờ gặp mục sư có trước 30 phút nha mục sư. Dạ tôi nói, dạ tôi biết rồi. Tôi cũng cảm thấy hơi bực bởi vì cứ nhắc đi nhắc lại hoài à. Nhưng mà tôi tự nghĩ, wow, gặp Thủ tướng Chính phủ mà người ta còn như vậy đó. Là bảo chúng tôi phải tới sớm nè, mà trang phục thật là nghiêm chỉnh nè. Họ dặn dò trước hết rồi. Tôi nói wow, đối với một thủ tướng của một quốc gia còn như vậy, thì đối với vua của các vua thì chúng ta sẽ như thế nào? Hy vọng quý vị hiểu được tôi nói. Người ta không cho tôi đi trễ, bởi vì thủ tướng không thể chờ. Người ta bảo chúng tôi mặc phải đồ thật là trang trọng, bởi vì thủ tướng đáng được tôn trọng. Còn vua của các vua xứng đáng được tôn trọng không quý vị? Hơn cả thủ tướng của quốc gia này không ạ? Nếu ai nói hơn thì đưa tay lên ạ. Wow, vậy thì chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với Chúa như thế nào? Và thậm chí ngay cả điện thoại nói, mục sư ơi, chuyển chế độ rung nha, không liên lạc gì hết nha, trong cái thì giờ gặp thủ tướng. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy có nhiều người trong chúng ta thờ phượng Chúa nhưng đã không bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Tôi được dự một cái lễ cưới ở tại Hoa Kỳ. Họ hẹn chúng tôi 7 giờ. Và 7 giờ sẽ làm lễ. Tôi ngồi 7 rưỡi, 8 giờ. Nói, ủa, 8 giờ rồi. Nó nói, mục sư không biết. Nó không biết cái gì. Ở Hoa Kỳ có một câu nói. Câu nói gì vậy? Không ăn đậu không phải là người Mỹ. Mà không đi trễ không phải người Việt. Ồ, câu này đó hả? Đã, đó là câu nói rất hay. Nó không, câu này không hay. Câu này nó không hay tí nào hết. Việt Nam của chúng ta đã đi kèm theo cái chữ là đi trễ mới là người Việt Nam. Không ăn đậu cũng phải là người Mỹ, mà không đi trễ cũng phải là người Việt Nam. Đây là thói quen xấu của người Việt Nam của chúng ta. Dường như đi trễ mình tỏ ra mình sang chảnh hơn mọi người. Nhưng mà thật sự, nó không có sang chảnh tí nào hết. Tôi muốn nghe những chữ già lớn, chữ amen lớn à. Mà đối với vô cuộc thiên đàng thì chúng ta lại phải như thế nào nữa? Dạ, các bạn nhỏ cũng đồng ý rồi đúng không ạ? Có một số người Tây Phương khi đến Việt Nam làm việc, họ cảm thấy rất là bực bội, khó chịu khi mà người Việt Nam chúng ta đi trễ. Họ nói lạ quá. Cái gì cũng hay hết nhưng mà đi trễ là một trong những tật xấu của người Việt Nam. Và họ nói rằng chúng tôi muốn nhập gia tùy tục nhưng mà không có này, cái này không nhập được. Bởi vì đi trễ nó không thể hiện cái sự chuyên nghiệp. Đúng không quý vị?
Khi đi làm thì chúng ta đi trễ được không ạ? Dạ, chắc chắn không được đúng không ạ? Nhưng mà đi nhóm thì đi trễ được. Chú thông cảm, con kẹt xe. Đi trễ chỉ cần 1 phút, 2 phút là chúng ta bị đuổi việc ngay. Nhưng mà đi thờ phượng Chúa, chúng ta đi trễ, Chú thông cảm cho. Sao khó khăn vậy? Quý vị, nó không phải là bày tỏ sự không chuyên nghiệp thôi. Nhưng mà đi trễ nó bày tỏ rằng chúng ta không tôn trọng đối tác của mình. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Và khi chúng ta đi trễ, chúng ta không tôn kính đấng mà chúng ta thờ phượng. Quý vị bắt đầu khó chịu đúng không ạ? Dạ. Đây là điều mà tôi được nhắc nhở để nói với tất cả quý vị buổi sáng hôm nay. Quý vị ơi, nếu chúng ta muốn bày tỏ lòng tôn kính Chúa thì hãy xem lại cái thái độ của chúng ta khi chúng ta đi thờ phượng Chúa. Chúng ta có thật sự nghiêm túc khi thờ phượng Chúa hay không? Chúng ta thật sự nghiêm túc để ra mắt Chúa trong cái ngày thờ phượng Chúa hay không? Ai trong chúng ta muốn là ngày Chủ nhật chúng ta đến để được phước trên đây nè? Ai trong chúng ta muốn là ngày Chủ nhật đến chúng ta được chữa lành? Tất cả được gặp Chúa. Tất cả, đúng quý vị. Vậy thì hãy cho tôi hỏi một câu hỏi này. Ai đã gặp Chúa trong ngày Chúa phục sinh? Và ai đã đến và không gặp Chúa? Các cô, các bà nói giùm đi. Ai ạ? Chính những người nữ, đúng không ạ? Những người đâu giơ tay lên ạ? Những người nữ, Marie, Madeleine, trời còn tưng tưng sáng, họ đã đến ngôi mộ và gặp Chúa ở tại đó. Phải quý vị, với một thái độ khao khát và tìm kiếm Chúa đến sớm hơn cái giờ đã định để được gặp được Chúa. Và đó là lý do họ gặp được Chúa. Còn những người đến trễ không gặp được Chúa. Tôi mong rằng sau sứ điệp này, tuần sau chúng ta sẽ không thấy vắng người. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy có nhiều người đi sớm hơn. Amen. Hãy nói mình phải là hãy tôn kính Chúa trong sự thờ phượng Chúa. Tôi mong rằng cái câu mà người ta nói không ăn đậu không phải là mễ thì thôi, chuyện đó của người mễ mình không tính. Nhưng mà không đi trễ không phải Việt Nam, hãy bỏ đó. Hội thánh mơ ước, tín hữu hội thánh sẽ đi sớm. Amen. Chúng ta sẽ thay đổi văn hóa này bởi vì chúng ta tôn kính Chúa. Không phải vì một sứ lâm giảng, không phải vì ai đó nói, nhưng mà bởi vì chúng ta nói rằng Chúa ơi, con tôn kính Ngài. Ngài xứng đáng để con đi sớm hơn để gặp Ngài. Ngài xứng đáng để con bày tỏ lòng tôn kính của con với Ngài, bởi vì Ngài là vua của các vua. Ngài xứng đáng để con làm điều này. Tôi mong rằng đây là sứ điệp mà quý vị được cảnh báo buổi sáng hôm nay. Và không những ở trong sự thờ phượng Chúa thôi, mà chúng ta thấy là những người này họ đã không tôn kính Chúa ở trong sự các của dân nữa quý vị. Người ta dâng lên, người ta dâng lễ vật, họ lại dùng cái chĩa để mà chĩa. Họ làm những điều kinh thánh và rất là bậy bạ, buông thần bán thánh. Họ xem thường của lễ. Họ không biết cái nào là thánh, nào là tục. Họ không biết nào là của Chúa, cái nào là của mình. Tôi đọc đoạn thánh này tôi cảm thấy rất là nổi giận. Tại sao lại có những con người như vậy? Mượn tôn giáo để trục lợi cho chính mình. Xem thường những người thờ phượng Chúa. Và kinh thánh là họ làm điều rất là bậy bạ. Và Chúa đã nổi giận về việc làm của họ. Giống như là một nơi kinh doanh tôn giáo vậy. Một nơi để trục lợi cho bản thân của mình. Dân sự đến để thờ phượng Chúa, dân của lễ thờ phượng Chúa, họ thì dùng cái tư cách là thầy tế lễ để lấy những điều đó cho chính mình. Tôi cầu nguyện điều này để sao xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Vì những người buôn thần bán thánh, những người trục lợi tôn giáo, dùng tôn giáo để trục lợi, hay là kinh doanh tôn giáo. Còn xin Chúa giúp đỡ cho tôi và tất cả quý vị, để chúng ta thật sự bày tỏ tấm lòng của chúng ta yêu Chúa và tôn kính Ngài. Nhưng mà quý vị có biết không, thầy tế lễ ngày hôm nay là ai vậy? Là chính chúng ta. Là chính chúng ta. Xin hãy mở ra trong Phiên Dương nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là thầy tế lễ chức hoàng gia. Mỗi quý vị là thầy tế lễ. Quý vị, ngày xưa họ được biệt riêng, nhưng mà từ khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá thì tất cả chúng ta được gọi là thầy tế lễ. Chúng ta không cần phải qua một thầy tư tế nào để đến gần với Chúa cả. Chúng ta được trực tiếp đến gần với Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được chuộc bởi huyết của Chúa Giêsu.
chúng ta không cần phải qua một thầy tư tế nào, xin xỏ một thầy tư tế nào cả, bởi vì Chúa cho phép chúng ta đến gần với Ngài. Và chúng ta được gọi là thầy tế lễ, đứng giữa người không biết Chúa với Chúa để cầu thay cho họ. Chúng ta đại diện cho họ để cầu nguyện. Và quý vị ơi, câu hỏi được đặt ra là chúng ta có làm đúng cái chức năng của một thầy tế lễ hay không? Chúng ta có thể làm đúng cái chức năng của một thầy tế lễ được giao phó hay không? Hay là chúng ta cũng giống như là Hophni và Phinea đã xem thường của lễ, đã không bày tỏ sự tôn kính Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa. Và đôi khi chúng ta cũng chỉ luôn các của dân của Chúa nữa. Có nhiều người nói là ồ, tại sao phải nộp phần 10? Phần 10 đã hết rồi trong thời luật pháp. Tôi nói những người đó không biết Kinh Thánh. Phần 10 không nói về trong luật pháp cả. Mà trước luật pháp 400 năm phần 10 đã nói rồi. Mà tại sao Abraham nộp phần 10? Ông nộp phần 10 cho Melchizedek là để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính Melchizedek. Và quý vị ơi, nộp phần 10 đó là chúng ta bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta với Chúa bởi những gì Chúa cho chúng ta. Và Chúa có muốn dâng cái điều tốt nhất cho vua thiên đàng của con. Abraham làm điều đó là bởi vì ông tôn kính Chúa, chứ không phải là ông sợ gì cả. Nên quý vị, chúng ta hiểu điều này để chúng ta biết rằng mọi sự chúng ta có ngày hôm nay ấy là bởi Chúa. Sức khỏe chúng ta có, khôn ngoan chúng ta có, công việc chúng ta có, ấy là do Chúa. Và khi tôi làm điều này, tôi nói rằng Chúa, con cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho con. Hãy bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta trong sự thờ phượng, trong sự dâng hiến của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta dâng vì sợ. Chúng ta không phải dâng vì cớ là chúng ta sợ điều gì cả. Nhưng mà dâng vì lòng biết ơn, dâng vì sự tôn kính của chúng ta, thì của lễ đó sẽ là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi ao ước rằng lời này nhắc nhở tôi và tất cả quý vị, để khi chúng ta làm điều này, chúng ta vui để mà làm. Mà có những ai dâng hiến mà cảm thấy không vui, tôi khuyên quý vị đừng dâng, bởi vì của lễ đó không được nhầm. Không được nhầm đâu, cứ cất trong túi. Chúa không có cần tiền của chúng ta đâu. Chúng ta dâng về lòng biết ơn nó khác. Chúng ta dâng về sự tự nguyện nó khác. Chúng ta dâng về sự tôn kính nó khác. Còn dâng với lòng là để mà mua chuộc thần thánh. Quý vị, Chúa không có chuyện đó. Không cần phải nhét tay cho ai cả. Không cần. Bởi vì Chúa thích sự tôn kính. Chúng ta tôn kính Chúa, Ngài tôn trọng chúng ta. Ngài ban phước cho chúng ta. Có nhiều người hỏi tại sao tôi bị mất việc, tại sao tôi bị mất chớp, tại sao tôi bị trừ lương, tại sao tôi không được tôn trọng. Quý vị, trước khi chúng ta trách Chúa thì hãy coi lại sự tôn kính Chúa ở đâu trong cuộc đời của chúng ta. Bà Anne đã nói một câu rất hay ở trong Sa-mơn thứ nhất đoạn 2 câu 7. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống thấp và cũng đưa người lên cao. Chúa là đấng có quyền đưa chúng ta lên, và chính Ngài cũng là đấng hạ chúng ta xuống. Nếu chúng ta không bày tỏ lòng tôn kính với Ngài, Ngài khiến cho sống và Ngài khiến cho chết, quyền ở trong tay của Ngài. Và như chúng ta đã thấy những ngày qua tại đất nước Việt Nam, có những người lên ở trong vị trí rất là cao, nhưng cuối cùng đã bị đưa xuống ở chỗ rất là thấp và mang sự sỉ nhục cho chính cuộc đời của mình. Chúa là đang làm điều đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta tôn kính Ngài thì Ngài sẽ tôn trọng chúng ta. Còn nếu chúng ta khinh bỉ Ngài, chúng ta sẽ bị khinh bỉ. Tình nguyện lời của Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị buổi sáng hôm nay, hãy cẩn thận quý vị, hỡi những thầy tế lễ, hãy cẩn thận bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Quý vị là thầy tế lễ, quý vị là thầy tế lễ của chức hoàng gia, hãy bày tỏ lòng tôn kính Chúa ở trong sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Hãy đi sớm hơn giờ quy định để mà nói rằng Chúa ơi, con muốn được gặp Chúa. Chúa ơi, con muốn được gặp Chúa. Hãy bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta trong các của dân của chúng ta để nói rằng Chúa ơi, đây là những gì mà con muốn nói với Chúa rằng con biết ơn Ngài. Và tôi tin Đức Chúa Trời thành tính Ngài sẽ làm ơn cho chúng ta. Điểm thứ hai mà chúng ta được học ở tại đây, các con trai thầy tế lễ đã không tôn kính Chúa, Hê-li đã không tôn kính Chúa ở trong chỗ nào? Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 2 câu 29 nói gì? Tại sao các ngươi coi thường những sinh tế và lễ vật mà ta đã truyền dâng lên cho ta mãi mãi? Ngươi coi trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi nuôi mình béo mập bằng những lễ vật tốt nhất của Israel, con dân ta. Chúa nói gì ạ? Ngươi coi trọng các con trai của ngươi hơn ta.
Điểm thứ hai mà chúng ta học tại đây, họ đã không bày tỏ lòng tôn kính Chúa bởi vì họ coi con của họ hơn Chúa. Haley đã không dám đụng đến hai đứa con trai này. Nếu chúng ta đọc như thế là ông chỉ nói phốt phớt, các con đừng làm vậy nha, làm không tốt đâu, thôi đừng làm nữa. Ông không hề có một sự xử phạt nào cả. Ông không hề lên tiếng và không hề có một sự răn đe nào cả. Chúng ta thấy rõ ràng, nếu mà tội này thì làm sao? Hai đứa nghỉ. Đúng không quý vị? Tụi con làm bất phạm, tụi con làm người ta xem thường của lễ, ngưng, không làm nữa. Nhưng mà ở tại đây chúng thấy rằng Haley vẫn để cho hai người này thi hành chức vụ mà không có hề một cái sự xử phạt. Và Chúa nói rằng, ngươi coi trọng con ngươi hơn ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà quý vị, những người cha, người mẹ nghe câu nói này. Và đây là sứ điệp mà như tôi đã nói, có thể làm cho một số bạn không có vui lắm, nhưng mà tôi phải nói với tư cách là một người chăn bày. Những người cha, người mẹ ơi, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Nếu chúng ta để con của mình hơn Chúa, đó là chúng ta đã không tôn kính Chúa. Chúa cho chúng ta những báu vật, Chúa cho chúng ta những tặng phẩm ở trên đất này, để chúng ta nuôi dạy các con mình, hướng dẫn các con của mình, nhưng không phải để nó ở trên Chúa của chúng ta được. Cho nên nếu con mình sai, hãy mạnh dạn để mà sửa phạt. Những người cha, người mẹ ơi, hãy mạnh dạn để sửa phạt, vì Kinh Thánh rằng hãy sửa phạt con cái ngươi trong lúc còn hy vọng. Đừng định tâm giết nó. Sửa phạt nó chứ không phải là chút giận trên nó. Và Kinh Thánh là gì? Đừng bỏ qua việc răn dạy trẻ thơ. Dù đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có thế hệ thứ ba, các cháu thiếu nhi và ấu nhi có mặt tại đây. Nhưng mà tôi muốn nói các người cha, người mẹ hãy cẩn thận. Bởi vì tôi đã nhìn thấy có những người cha, người mẹ khóc vì con mình quá hư. Khi mà ở trong trường Chủ Nhật, khi mà một sư dạy thì nói tại sao mục sư nói nặng con tôi vậy, tại sao con nói nặng con tôi vậy, nhưng mà khi con hư thì sao? Mục sư cầu nguyện cho tôi với. Ai cũng muốn con mình nên người hết, nhưng mà chúng ta không dám dạy, không sửa, không răn. Và cuối cùng nó trở nên một đứa trẻ không còn cách cứu chữa nữa. Khi con nó làm điều không công bình, chúng ta làm gì? Khi con nó nói dối, chúng ta đã làm gì? Khi con nó qua mặt, chúng ta đã làm gì? Khi con nó bỏ đi sự nhóm lại thờ phượng Chúa, chúng ta đã làm gì? Tôi nhớ có một lần khi tôi thấy một đứa trẻ, con của mục sư. Nó là con trai, nhưng mà nó đi tướng gái. Tôi nhìn thôi đấy, không được. Tôi nói với mục sư đó, em nói con em đi cho đàng hoàng coi. Nó là con trai, sao nó đi kiểu gì kỳ vậy? Nó nói giọng gì kỳ vậy? Cái người mục sư này nhìn tôi, thầy nói một cách nghiêm túc nha, em không sửa ngay bây giờ, mai mốt em sẽ không có dâu và cũng không có cháu nội nữa. Em hiểu điều thầy nói không? Bởi vì ở trong trường đang khuyến khích cho nó là con gái đó. Wow, mục sư này không hết hồn. Ồ vậy hả mục sư? Kêu nó điên cho nghiêm chỉnh cơ. Ông bạn chị em, đây là điều mà tôi cảnh báo. Tôi biết sứ điệp này có nhiều người không thích nghe đâu, nhưng mà tôi thật sự muốn nói cho quý vị. Nó đã báo động đỏ đến với Việt Nam của chúng ta rồi. Sinh ra là đã có giới tính rồi, nhưng mà sống là đàn ông hay là làm bà, đó là sự lựa chọn. Mà có nhiều người đổ thừa, ôi tại vì Chúa tạo tôi như vậy. Không có, Chúa không có tạo ra là vậy đó. Không có, quý vị đồng ý không ạ? Không có giới tính thứ ba. Rõ ràng Chúa tạo ra là không có giới tính thứ ba. Nhưng bây giờ nó nói đó là Chúa tạo ra. Không có, Chúa đâu có tạo vậy đâu. Người nam ra, người nữ rõ ràng. Nhưng mà nó chọn lựa muốn sống như vậy. Và ai sẽ là người răn dạy nó khi nó còn nhỏ? Ô, mặc đồ dễ thương quá, giống gái quá, mà đang hình đang trai. Chúng ta cổ võ cho nó điều đó, rồi hỏi tại sao nó không là con gái. Ở Hoa Kỳ,
Tôi vừa gặp một vài tín hữu ở trong hội thánh khi tôi đến giảng. Họ nói với tôi rằng, mục sư ơi, 6 tuổi bây giờ tại Hoa Kỳ, họ đã bắt đầu dạy về giới tính rồi. Và với một câu nói là my body, my choice. Thân thể tôi có quyền chọn lựa. Và không những cho nó biết rằng mày có thể là trai hay gái là tùy mày muốn. Những cái sự dạy dỗ rất là sai trật ở trong trường học bây giờ. Và thậm chí không phải là giới giới tính thứ ba nữa mà là trung tính. Có thể nó là con trai, hôm nay tuần này nó là con trai mà tuần sau nó là con gái, tùy nó chọn lựa. Tôi mới hỏi cái người tín hữu đó, vậy thì nó khi đi ra ngoài, xin lỗi em, đi toilet thì nó đi ở chỗ nào? Rất là điên luôn mà. Và họ nói tôi rằng bây giờ tụi em không dám gửi con vào trong trường công nữa, bởi ở trong trường công nó dạy như vậy đó. Con có thể quyết định con là giới tính nào tùy con, mặc dầu nó sinh ra là đàn ông, sinh ra là nữ. Và bây giờ tụi em phải giữ con ở nhà để dạy cho nó. Vì vô trường tư, trường cơ đốc thì rất là cao. Và tụi em trên một số phụ huynh họ chọn cách an toàn nhất là để con mình ở nhà. Và luôn luôn nói với nó rằng con được tạo dựng với giới tính rõ ràng. Và khi vô trường nó không biết nữa, nó không phân biệt nó là giới tính nào luôn. Và tôi mong rằng điều này nó sẽ không đến với Việt Nam. Sẽ không đến với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy ở trên phim ảnh, ở trên showbiz, họ đang cổ vũ cho điều này. Tôi một lần nữa nói với điều này. Tôi biết rằng sứ điệp này tôi sẽ bị ném đá. Nhưng mà tôi phải nói với ông bà chị em là những người cha, người mẹ, hãy cẩn thận ở trong việc dạy con. Đánh nó, họ không có chết. Sửa phạt con, không có chết. Nhưng mà nếu chúng ta chiều chuộng nó, chúng ta cho phép nó làm một cách quá tự do, quá sai trật, thì chúng ta đã giết con của mình. Có những lúc tôi đã đánh con, nhưng mà không có trút giận. Có lúc con tôi sai và tôi đã đánh. Tôi đánh nó 10 rồi nhưng mà tôi phải xây lưng chỗ khác để tôi khóc. Bởi vì nó đau, tôi cũng đau. Nhưng mà thà nó đau mà cứu được nó còn hơn là sau này chúng ta khóc mãi mãi bởi vì con của mình không cứu được. Quý vị hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta còn đang ở đất nước Việt Nam này. Khi tôi qua Na Uy giảng, những người cha mẹ bên đó họ nói tụi em bất lực dạy con. Bởi vì chỉ cần em la nó, chỉ cần em đánh nó một cái thôi, mục sư ơi, nó gọi đến police, nó gọi đến cái tổ chức bảo vệ trẻ em, thì con em sẽ bị người ta lấy đi. Không dạy được. Nên hỡi ông bà anh em, hãy làm tốt nhất khi có thể. Bởi vì khi nó đã lớn lên rồi, chúng ta không làm được gì đâu. Và ở tại đây tôi nghĩ rằng, hai đứa con trai Haley, ông đã không dạy nó từ khi còn nhỏ. Và kinh thánh này hãy dạy trẻ thơ đứa khi nó còn nhỏ, hầu cho khi trở về già không lìa khỏi nó. Hỡi những người cha người mẹ hãy nghe sứ điệp này buổi sáng hôm nay. Và hãy làm ngay, đừng bao giờ bỏ qua cái cơ hội mà chúng ta đang có trong tay. Đánh con, sửa phạt con, không giết con đâu quý vị. Quan trọng là đừng trút giận trên con, nhưng mà sửa phạt con bằng roi, bằng sự nghiêm khắc sẽ giúp cho con mình lớn lên. Haley đã không làm điều này khi con ông còn nhỏ, cho nên khi lớn lên ông đã bất lực trong việc dạy dỗ con. Tôi mong rằng sứ điệp này vẫn còn có cơ hội giúp cho ai đó trong quý vị buổi sáng hôm nay sửa lại trước khi quá muộn. Bởi vì tôi đã nhìn thấy và có nhiều người đã chạy đến với tôi, mục sư ơi cầu nguyện cho con tôi với, mục sư ơi cầu nguyện cho con tôi với. Tôi không biết làm sao nữa mục sư ơi, bây giờ nó nam không là nam mà nữ không là nữ. Mục sư ơi cầu nguyện cho con tôi với. Mong rằng sứ điệp này sẽ nhắc nhở tất cả quý vị đang khi còn có thể. Tôi nói với những bạn trẻ rằng các bạn chỉ có 18 năm để nuôi nó thôi. Ôm nó đi, hôn nó đi, dạy nó đi. Sau 18 tuổi là nó có quyền của nó rồi. Và sau 18 tuổi là những đứa bé khó dạy rồi đó. Sao quý vị căng thẳng quá hả? Dạ, xin lỗi vì tôi đã làm cho quý vị căng thẳng. Dạ, nhưng mà đây là điều mà Chúa muốn tôi nói chuyện quý vị trong buổi sáng hôm nay. Và hãy nhớ rằng Chúa yêu chúng ta, Ngài cũng xử phạt chúng ta nữa. Xử phạt con không phải là không yêu. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 6 là gì? Vì Chúa xử phạt Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt.
Quý vị, chúng ta là con của Ngài, Ngài cũng xử phạt chúng ta nữa. Xử phạt vì Ngài yêu chúng ta. Chúng ta yêu và chúng ta xử phạt con. Và đừng để con ở trên đầu của mình. Đừng để con hơn Chúa, quý vị. Tôi thấy có nhiều người yêu con, ai cũng yêu con hết, tôi cũng vậy. Nhưng mà yêu là yêu, nhưng mà rối vọt là rối vọt. Đừng chiều nó quá mức. Đừng để cho nó đi quá cái giới hạn cho phép. Mà nếu chúng ta không dạy nó đang khi còn có thể, thì chúng ta đánh mất con của mình khi nó 18 hoặc 19. Có người hỏi tôi rằng, có nên cho con đi nước ngoài không? Nó cẩn thận. Dạ, nếu con chưa gặp Chúa, tôi xin nói một lần nữa, nếu con chưa được tái sanh, thì hãy cẩn thận. Bởi vì khi bạn cho nó đi ra ngoài, bạn sẽ mất con, bởi vì những nền văn hóa khác, nó không có sự tôn kính cha mẹ, và rất là nguy hiểm. Đây là điều mà tôi đã nhìn thấy. Nên ước mong rằng lời này, có lẽ có nhiều người khó chịu, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ quý vị cảnh tỉnh để lắng nghe. Và điểm thứ ba mà chúng ta thấy họ đánh mất lòng tôn kính ở đâu? Họ đã bỏ qua sự cảnh báo của lời Đức Chúa Trời. Hê-li đã làm gì quý vị? Có một người Đức Chúa Trời đến nói với Hê-li, Đức Giê-hô-va phán thế này, ta chẳng từng hiện ra một cách rõ ràng với nhà tổ phụ ngươi khi còn ở tại Ai Cập dưới triều Pha-rô-ôn sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các bộ tộc Israel để làm thầy tế lễ cho ta, dâng tế lễ trên bàn thờ ta, xông hương và mang ê-phốt trước mặt ta. Ta cũng đã cho phép dòng dõi tổ phụ ngươi giữ lại một phần trong các lễ vật mà dân sinh dùng lửa dâng lên cho ta. Có một người Đức Chúa Trời đã đến nói về Hê-li. Dòng dõi ông được chọn. Dòng dõi ông sẽ là dòng dõi thầy tế lễ. Dòng dõi ông sẽ được phước. Nhưng mà nếu không cẩn thận thì dòng dõi của ông sẽ đi ăn mày. Và điều này đã xảy ra quý vị. Hê-li đã không có lắng nghe lời cảnh báo. Hê-li đã để qua cái lời cảnh báo đó, xem thường cái lời cảnh báo đó. Chắc không sao đâu, Chúa nhân từ mà, Chúa yêu thương mà. Nhưng mà cuối cùng điều gì đã xảy ra quý vị? Cái sự phán xét đã đến trên gia đình của Hê-li. Và không những trên Hê-li mà trên dòng dõi của ông nữa quý vị. Có lẽ có một số người nghe sứ điệp này buổi sáng hôm nay thôi, ồ chắc không có sao đâu, một sư nhát mà nó mà, một sư hù mình đó. Và tôi xin thưa với ông bà chị em, hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Chúa không đến để phán xét, Ngài đến để đem sự cứu rỗi. Nhưng mà Ngài phán xét sẽ đến nếu chúng ta không cẩn thận. Hê-li đã bỏ qua lời đó. Có nhiều người chúng ta nghe lời Chúa thì nói, ồ, sao một sư nói tôi vậy? Sao là khu vực trưởng nói tôi vậy? Sao tổ trưởng nói nặng vậy? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời dùng các tôn tớ của Chúa và dùng lời của Ngài để nhắc nhở chúng ta. Làm gì có địa ngục? Làm gì có Chúa? Voltaire đã từng nói như vậy. John Smith cũng đã từng nói như vậy. Có Chúa Trời nào đâu? Nguyễn này sẽ không nghe nữa đâu. Nhưng cuối cùng cuộc đời họ đi về đâu? Ở địa ngục. Lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho chúng ta điều đó. Và quyền chọn lựa là ở nơi tôi và tất cả quý vị. Ông bà chị em ơi, nhưng trước khi cái ngày phán xét đến là ngày của sự cảnh báo. Chúa có lời nhắc nhở cho chúng ta. Rồi mới là sự phán xét. Nhưng mà Hê-li đã không cẩn thận, đã bỏ qua lời cảnh báo. Gia đình tôi, gia đình thầy tế lễ mà, dòng dõi tôi sẽ được phước mà. Quý vị, đúng như vậy, chúng ta được chọn, chúng ta được cứu bởi ân điển của Chúa. Nhưng mà cẩn thận, nếu chúng ta không giữ mình ở trong ân điển của Chúa, chúng ta đánh trật phần ân điển của Ngài. Lót được cảnh báo, Chúa sẽ quy diệt thành Sodom và Gomorrah. Thiên sứ Chúa đã đến nói điều đó. Lót lắng nghe điều đó. Lót nói với gia đình của mình, hai thằng con rể nói gì? Ồ, ông già nói chơi á. Đâu có đâu, đâu có ngày đón phạt nào đâu. Ông già nói chơi á. Hai đứa con rể không lắng nghe. Và cái ngày mà phán xét đến, cái ngày quỷ diệt tới, thiên sứ tới thấy họ chần chừ. Và thiên sứ là nắm tay Lót kéo đi. Có lẽ là gia sản của họ quá nhiều ở tại đó. Và Chúa kéo tay của Lót đi. Và vợ Lót cũng bị kéo tay. Nhưng mà bởi vì vàng bạc đô la quá chừng ở đó, nên bà không có muốn rời khỏi chỗ đó. Bà đã làm gì quý vị? Đi rồi nhưng mà Chúa nói đừng có ngó, đừng có ngó lại đằng sau. Nhưng mà tiếc của bà ngó lại. Và Kinh Thánh nói rằng bà quá thành tượng muối. Quý vị thấy không ạ?
không cẩn thận nghe lời của Chúa, xem thường lời của Chúa và nói rằng không có đâu. Chúa nhân từ mà, Chúa yêu thương mà. Vâng, Chúa nhân từ, Chúa yêu thương, nhưng ngày phán xét sẽ đến. Hãy cẩn trọng ông bà chị. Tôi ước mong rằng ngày đó sẽ không đến với tất cả những người chúng ta nghe sứ điệp này. Khi chúng ta biết cảnh tỉnh đời sống mình, khi chúng ta nghe lời của Chúa, run rẩy sợ hãi và sửa lại đời sống của mình. Đừng kiêu ngạo nữa. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. Đừng khoe mình nữa, đừng tự đưa mình lên nữa. Hãy khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúa nói gì với David? Ngươi không nghe lời của ta, ngươi xem thường lời của ta, ngươi đã giết Uri. Chúng thấy là vua David nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ, nhưng Chúa nói không. Tại sao ngươi đã xem thường lời Đức Giê-hô-va mà làm điều ác? Vua cũng bị xử phạt, chứ không phải là dân. Anh đừng nghĩ anh là vua, anh muốn làm gì làm. Lời Đức Chúa Trời đã nói rằng không giết vợ, không cướp vợ người ta. Anh giết chồng, cướp vợ người ta. Hỏi Chúa yêu thương chỗ nào? Chúa phải xử phạt về sự công bình của Ngài. Và David, ông đã bị xử phạt. Con trai của ông, con trai của ông với bà Bathsheba đã bị qua đời. Chúa rất là công bình. Nên xin Chúa một lần nữa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị. Một cái kết thúc đáng buồn cho dòng dõi của Haley, chúng ta thấy không ạ? Một dòng dõi được chọn, một cái khởi đầu rất là tốt, tốt hơn hẳn mọi người. Nhưng mà kết thúc là gì? Không phải Haley bị mất chức tế lễ, nhưng mà cả dòng dõi ông, hai đứa con trai ông chết trong một ngày. Và những đứa con sau này sinh ra cháu ông phải đi ăn mài chức tế lễ của người khác. Quý vị, Chúa muốn ban phước cho tôi và quý vị, và Ngài cũng muốn ban phước cho dòng dõi của chúng ta nữa quý vị. Nếu chúng ta tôn kính Chúa, thì sự tôn trọng của Chúa, sự ban phước của Ngài sẽ đến với dòng dõi chúng ta, thế hệ con cháu của chúng ta. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta không tôn kính Chúa, nếu chúng ta xem thường Chúa, chúng ta không có tôn trọng Chúa trong sự thờ phượng, tôn trọng Chúa trong việc dạy dỗ con cái, và không có tôn kính Chúa ở trong việc lắng nghe lời của Ngài, chúng ta không ghi chép lại những điều Chúa phán với mình, thì quý vị ơi, hãy cẩn thận. Ngày đó sẽ là ngày sự phán xét cho chúng ta. Chúa nói gì với rơ? Ngươi sẽ chối ta ba lần. Chúa làm sao có chuyện đó được? Con mạnh mẽ sao chối Chúa được? Chúa nói ai á? Chúa nói đứa nào á? Chúa nói phi rơ sao được? Phi rơ, nếu không quý vị, phi rơ cũng đã rất là tự mãn. Nó không, không bao giờ có chuyện đó, làm sao mà có tết con được. Chúa, con làm sao bỏ Chúa được? Chúa làm rồi. Nhưng điều gì đã xảy ra? Trước khi gà gái, ông đã chối Chúa ba lần. Những cái lời cảnh báo đó để nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị hãy cẩn trọng. Có thể là lời của tổ trưởng tổ tế bào, có thể đó là lời của khu vực trưởng của quý vị, có thể đó là lời của mục sư giảng ngày hôm đó, không phải là mục sư muốn nói quý vị đâu, nhưng mà Chúa muốn nói với chúng ta đó. Hãy cẩn thận lắng nghe. Không ai biết quý vị làm gì đâu, và tôi cũng chẳng biết quý vị làm gì đây, nhưng mà đây là điều mà tôi được thôi thúc để nói. Có những người đang tranh chiến trong buổi sáng hôm nay, đang không biết là nên hay không nên, làm hay không làm, hãy lắng nghe lời Chúa. Hãy xem là lời Chúa nói gì. Điều đó có bình an hay không? Điều đó có phải ở trong lời của Đức Chúa Trời hay không? Hay là chúng ta tự tạo cho mình một sự bình an giả tạo để rồi chúng ta làm theo? Tôi nghe một khu vực trưởng vừa làm chứng cho chúng tôi trong tuần rồi. Có một cô gái, có một chàng trai rất là si mê, và cô gái cũng cảm thấy trái tim mình bị siêu lòng. Nhưng mà cô, cái người đó là người ngoài, thì cô này hỏi khu vực trưởng là con có nên lấy không? Thì khu vực trưởng nói, Kinh Thánh đã nói rồi, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Con, nguy hiểm lắm, dừng lại đi. Dạ cô để con cầu nguyện đi cô. Thì người khu vực trưởng nói, khỏi cần cầu nguyện. Con, khỏi cần cầu nguyện. Câu trả lời, Chúa sẽ trả lời là không. Ủa sao cô biết? Lời Chúa nói rồi. Có nhiều người vẫn cầu nguyện quý vị. Lời Chúa nói rồi mà. Và cô này rất là vâng lời khu vực trưởng. Và cuối cùng thì cô đã chia tay. Và nói cảm ơn cô đã hướng dẫn con. Con không cần cảm ơn cô. Con làm theo lời Chúa. Con được phước. Dòng dõi con được phước. Một khu vực trưởng cũng làm chứng cho chúng tôi. Có một anh làm tài xế. Lái xe trong cái đội lái xe của một công ty. Và tất cả người tài xế đó đều hút xăng. Quý vị hút xăng mà không phải hút máu nha. Hút xăng. Và cho nên đi xong rồi về rút xăng ra bán. Thì cái người này nói, cô ơi cô, con có nên làm vậy không? Thì cái khu vực trưởng nói, không được con.
ủa sao mấy bạn con cũng làm mà cô, con không làm nó đẩy con ra khỏi cái đội này luôn á. Thì cô này mới dùng kinh thánh là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào báng. Con muốn con được phước thì con đừng đi chung với những người làm sai. Đó là sai, rút xăng của công ty, rút xăng của nhà nước là sai. Vậy hả cô? Vậy con làm sao cô? Con không làm. Và đúng như vậy, khi mà anh ta không làm thì anh ta bị đẩy ra. Nhưng mà ít lâu sau đó, công ty phát hiện nguyên cả cái đội đó hút xăng. Nên là nguyên cả cái đội đó bị đuổi việc. Chỉ còn một mình duy nhất anh ta được ở lại làm việc. Quý vị, hãy cẩn thận nghe lời của Chúa. Sự cảnh báo của Chúa. Nếu chúng ta muốn được tôn trọng. Nếu chúng ta muốn được tôn trọng. Thì hãy là người tôn kính Chúa. Hãy là người bày tỏ sự tôn kính Chúa trong sự thờ phượng. Trong các cụ dân. Trong thái độ của chúng ta trong sự thờ phượng. Hãy cẩn thận ở trong việc dạy dỗ con của mình. Sửa phạt con của mình. Để nó đi trong đường lối của Chúa. Đừng bảo vệ nó một cách mù quáng. Đừng binh vực nó một cách mù quáng. Và không sửa phạt con. Để rồi cuối cùng chúng ta ăn mừng. Và quý vị cũng hãy cẩn thận nghe những lời cảnh báo từ Đức Chúa Trời. Nếu điều đó là đúng thì hãy hạ mình ăn năn. Bởi vì Chúa nói gì? Người mà ta đối xem là người khiêm nhường, có tâm linh thống hối và run rẩy khi nghe lời ta phán. Đừng chống lại. Nhưng sáng hôm nay đây là lời mà Chúa nói với ông bà chị em. Nhưng nó là điều mà chúng ta đã suy nghĩ từ lâu và làm sai rồi. Quý vị, tôi mong rằng quý vị hãy đứng lên. Hãy cúi đầu xuống và hãy nói rằng Chúa tha thứ cho con. Con sẽ sửa lại đời sống tinh kính của con. Con sẽ sửa lại đời sống thờ phượng Chúa của con. Con sẽ đi sớm hơn. Con sẽ có một thái độ nghiêm túc hơn ở trong sự thờ phượng Chúa. Con sẽ bày tỏ lòng tôn kính của con ở trong sự thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến. Chúa, con sẽ bày tỏ lòng tôn kính của Chúa khi con dùng lời Chúa để dạy dỗ con của mình. Và Chúa ơi, xin cho con có lòng tôn kính khi mà lời của Chúa phán ra. Mỗi người chúng ta hãy cúi đầu xuống và hãy nói với Chúa, nếu những điều gì mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta sáng hôm nay, quý vị hãy thưa với Chúa và nói rằng Chúa ơi, tha thứ cho con và giúp con sửa lại.